cũng quảng cáo là ở đây đẹp nên là em muốn đến đây xem thử nó như thế nào. Thành phố thì kiểu khói bụi chật chội nhưng mà khi về đây giống như kiểu mình được hòa cùng với thiên nhiên. Sau khi hoa thu hoạch mình sẽ lấy cái hạt của nó để làm rau mầm hướng dương. Thời điểm ngày hôm qua thì mới bắt đầu bán vé vì do khách vào làm hỏng cây và đường ống nước rất là nhiều, mình buộc phải bán vé. Tại Pleiku thì đây là lần thứ hai, lần đầu là quy mô 20.000 cây.